chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Hùng dẫn mọi người vào trong đoạn suối này để cho mọi người ngắm cảnh cùng với mình nha. Mọi người ơi, giờ thì mình sẽ chặt tre nha mọi người. Tre để chuẩn bị nướng thịt. Mọi người ơi, sau khi mình chặt được mấy khúc tre rồi, giờ mình sẽ mang về cái đầu trên suối kia nhá, để mình nướng thịt cho mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Giờ mình sẽ để tre ở đây và mình đi kiếm củi với đá để mình xếp lên cái chỗ này nha, để mình nướng thịt ở trên cái tảng đá này luôn nha mọi người. Sau khi mình giã xong chén muối ớt này rồi, giờ mình sẽ ướp vào trong thịt này nha mọi người. Rồi mình đã ướp xong thịt rồi nha mọi người. Thì giờ mình đậy lại cho ruồi nó khỏi bu vào nhé. Rồi mình sẽ chụm cái lửa này lên để mình nướng thịt nha mọi người. Và cái thịt này thì mình sẽ chặt cái ống tre kia ngang qua, mình sẽ xỏ thịt vào ống tre đó và mình sẽ gác lên cái bếp này mình nướng nha. Rồi giờ thịt mình đã bỏ vào trong ống tre để mình chuẩn bị nướng rồi nha mọi người. Thì đây mình có cái xúc xích, thì lúc nãy mình chặt mấy cái cành cây tre nhỏ kia kìa. Thì giờ mình sẽ xiên 4 cái xúc xích này vào đây mình nướng nha mọi người.
Rồi giờ thịt đã chín rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ bưng lại đằng kia để mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Mọi người ơi, giờ mình đã quay chín rồi nha mọi người. Thì giờ mình chảy ra và mình bỏ thịt với xúc xích ra rồi thưởng thức với mình nha mọi người. Mời mọi người thưởng thức với mình nha, để biết xúc xích nha mọi người. Xúc xích nướng ăn ngon lắm mọi người ơi. Ướp á, vì nó thấm gia vị nó ngọt đều lắm nha mọi người, cho nên là mình không cần phải chấm mắm hay gì nữa nhé. Mình thử miếng da nha. Nó rất là giòn luôn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Mình cảm ơn mọi người nha. Thì có gì video của mình mọi người nhớ đăng ký kênh và góp ý kiến cho mình để mình làm những video hay hơn nha. Mình cảm ơn mọi người. Chào mọi người. Bye.